Bây giờ bữa nay mình học về thưa là địa ngục như hồi nãy tôi nói, ở bên Nam Tông con số không quan trọng. Con số địa ngục như mình nói bên Nam Tông, mai mốt các vị có thể nghe là có 8 đại địa ngục, tôi xin báo trước có, thông tin có ghi như vậy. 8 đại địa ngục và mấy trăm tiểu địa ngục, nhưng mà tôi xin nói rõ rằng là tùy vào cái nghiệp lực chúng sanh mà có nhiều hay ít. Chỉ cái con số nó không nhất định và số lượng đó là một số ước lệ. Vị trí của địa ngục nằm ở đâu cũng vẫn là một cái chuyện ước lệ. Ước lệ tức là cái chuyện mà mình đưa ra symbol về thôi. Rồi tuổi thọ sanh đó nhiều khi cũng là ước lệ. Tức là tuổi thọ có nhiều cái địa ngục sống mà hết ga của nó. Maximum có thể là nó lên tới hàng tỷ năm. Có nhiều cái địa ngục một ngày một đêm nó bằng 9 tỷ mấy năm trên tuổi người mình. Một ngày một đêm thôi. Bằng 9 tỷ mấy năm trên mình. Mà nó sống tới mấy ngàn tuổi đứng như vậy. Thì coi như là lên tới đây là cái bà con nó thành Phật trơn rồi. Nhưng mà các vị đừng có nghe vậy là đừng có tưởng chắc mình không phía dưới đâu. Mình là nó ở phía dưới đi lên đó. Có được cách này chắc hơi lâu rồi. Chứ nếu mà ở dưới mà mình mới lên rồi có nay cái mặt còn đâu có gì. Nó mũi mà nó nằm đằng sau đây nè. Mặt gì hả mà cái nó ngu lắm. Mà bây giờ mình cũng đâu có nổi ngu thấy ai có mặt như sáng gì đâu có định nữa. Nó, nhưng mà đại khái là mình theo cái kinh nói là mình đều từ một thời ở dưới đi lên. Một thời làm heo bò chó cào cào con cấu ở như diều hâu cá rô cá mè rồi cá kê cá lóc cá xíu rồi lũ lũ thờ mới lội trong canh chua rồi. Và như vậy thì nói về địa ngục tôi đã hướng dẫn như vậy. Phải trong địa ngục nó có tất cả là bao nhiêu chúng sinh, nó có ngạ quỷ bàn xanh, tức là những con chó ở dưới đó, những con chó, những con rắn ở dưới đó. Bàn xanh là súc sanh đó, dưới địa ngục nó có những loài đó, bởi vì nó hành hạ chúng sanh khác. Rồi súc sanh là nó, súc sanh là bàn xanh đó. Rồi súc sanh địa ngục, tức là cái lần tội tội nhân ở dưới. Mà ngạ quỷ ở dưới là sao là ngạ quỷ, tức là cái thành phần mà quỷ xíu đó. Tức là nó khổ loại của quỷ đó. Tức là có một thời gian như là 6 tháng thì nó ở lên trời nó sống, rồi 6 tháng nó xuống dưới. Hoặc là có khi một đêm, có những loại á, có những đứa, những cá nhân á thì đêm dưới nhà trên đây, hoặc là nhà dưới đêm trên đây. Nói chung là bất định. Các vị hãy nhớ rằng cái mình tu như thế nào, mình gieo như thế nào khi mà mình hưởng quả hưởng như thế. Nếu mà tương kinh nói mình tu cũng suốt, thì cái quả mốt chứ sao sẽ là hưởng suốt. Thì nếu mình tu chỉ gián đoạn thì cái quả cũng gián đoạn. Các vị có thấy rằng có những người trong cái cuộc làm ăn hỏi những người thất bát, phải nói là xây sẩm đến mức mà rách nát, không có còn gì. Nó thua giống như bán mua mà nó thua giống như thua sóc vậy. Chặt tay tắn luôn. Mà tính mà nó thất rồi đó thì lỗi chứ mình ngủ thả cửa không có bán buôn. Tự nhiên tiền cũng bay vô, có người gõ cửa bắt mình phải mua hàng của họ. Rồi mình mua xong cũng thèm bán, tự nhiên có người tới bắt mình cưỡng ép mình phải bán hàng đó cho họ với giá gấp 10 lần nữa. Thời nữa. Đến thời đó thì lên ngựa bắn cung hết thời, nó sẽ cầm cung bắn rùi. Cái thời nó hết rồi. Thời nó hết. Tức là không có rùi đi mà bắn nữa. Có rùi đi mà bắn. Cho nên là ở dưới địa ngục đó, ở dưới cái thành phần mà quỷ sứ đó, là không phải là thành phần cố định. Mà đi đi về về như vậy. Rồi cái đỏ sứ thứ, cái thành phần đỏ sứ thứ hai đó chính là ngạ quỷ. Ngạ tính hen là đấu. Nhưng mà theo đúng ở trong cái chuyện Pali thì chuyện Tê Tá nó không nghĩa gì là trong cái bà đấu hết. Tê Tá nghĩa là người đã chết. Nhưng mà ở đây mình không có dịch được, chỉ đứng nghe kỹ. Thì loài nào cũng đã chết. Thì đây chỉ là loài khổ quỷ, tức là cái loài này. Khi ở trên cõi người làm rất là nhiều nghiệp ác, nhưng mà cái nghiệp nó không đủ để đưa xuống địa ngục. Cho nên là họ phải sanh vào cái loài. Cái loài này biết có rất nhiều hình thức khổ, nhiều rất nhiều hình thức trừng phạt. Nhưng mà phải nói rằng trong Phật giáo không nhìn nhận có cái trường hợp có ấn tượng đế chí tôn nào đó mà trừng phạt chúng ta. Mình nên nhớ rằng tôi xin nói cái nghiệp á, nó đi theo mình giống như cái bóng đi theo cái hình vậy. Cái bóng mình đâu thì hình mình đâu là bóng mình đó. Tôi xin nói mình một con người không thể nào nhảy ra khỏi cái bóng của mình. Phải không ạ? Dù người nó có giỏi, có nhanh cách mấy nữa thì không cách nào nhảy ra khỏi cái bóng của mình, thì cũng vậy một người không thể nào thoát ra khỏi được cái nghiệp thiện, nghiệp ác của mình. Một con ngựa dù chạy nhanh cách mấy nó cũng không thể nào nó thoát được cái chiếc xe mà cột đằng sau lưng nó. Một người chạy nhảy nhanh cái máy cũng không thoát khỏi cái bóng. Và họ điều đó như thế nào thì một người mà đã tạo nghiệp ác hoặc nghiệp thiện rồi thì không cách gì tránh được. Để nghiệp nó đi theo sát trên mình. Mình đã tạo nghiệp ác
thì đời sau mình sinh ra coi như là đã có một ông hung thần trực sẵn hại mình, mà ông thần đó là chính cái vốn của mình. Còn nếu mình đã từng tạo nghiệp thiện thì mình đầu thai lúc nào đi nữa thì cái nghiệp thiện nó giống như những người bà con bè bạn đón chờ mình ở phương xa mới về. Thì cái loài cổ quỷ này là sao? Cái loài này nhờ ở trên của người nhiều khi là đánh cha mắng mẹ, lừa gạt, lừa tình gạt tiền, làm khổ người khác, vân vân và vân vân. Thì khi mất đi rồi, khi chết đi rồi, xong là cái loài đó. Ví dụ như trên của người mình thích cá gà, hoặc làm tổ chức người ta đánh bóc, phá cá ly thia, hoặc là bên Tây Phương còn có cái trò đấu chó, mình biết không? Có ai biết nó đâu, đâu biết, đấu chó tới lại vậy, là nó cho hai con chó cắn nhau, nó cá độ, các vị có thể coi trong mấy quyển sách, quyển rất lên lên, rất lên lên, rất xanh, biết đó mà, cái trò là đấu chó, hả? Của rất lên lên. Thì nói chung là mình rồi đấu bò, nói chung là mình cho người đấu với người, người đấu với thú, đấu thú đấu với thú, nói chung là mình làm cái cách gì đó mà gieo khổ chúng sinh khác. Thì đời sau sinh ra lầm ngạ quỷ mình cũng sẽ bị ngưỡng quả, như tự nhiên đang đi tự nhiên có mấy cái búa đi theo mình, nó gõ như cái mỏ không mà cái búa không ai gõ, tự động đi theo mình gõ hoài như vậy. Hoặc có những cái loại nó sinh ra nó cái dịch hoàng của nó, dịch hoàng tức là cái trứng, cái đầm trứng ở dưới cái bộ phận sinh dục nó to hơn cái người của nó, buông xuống á thì không được. Trời ơi, cái đó mà nó sẽ xuống một chút là mình đã chết rồi, mà đằng này nó to thế này làm sao mà buông xuống, thế là phải vác đi. Mà suốt đời phải vác cái đó, mình đi vòng quanh thế giới như vậy, vì sao mình chưa có nghiệp đi, người ta đau khổ, lừa tình lừa tiền nè. Rồi có những cái loại đó là xuống cuộc đời như vậy là đối khác, mình cái mình thì bự mà cái cổ chút xíu làm sao ăn, cái bự như con voi đó mà cái cổ nó dừng bằng cái dây điện gì nữa như vậy đó. Là cái nó uống nước hoài, loài dây điện là lớn, còn nhỏ nữa, nhỏ, nói chung là nó nhỏ như thế nào mà đủ để cho mày nó phải khác suốt đời thôi. Và có những loài mà mình mảnh nó kim không thôi, kim không toàn, anh tay chân đầu của cái nào cũng kim, nói chung là họ không dám lấy cái nào đụng cái nào hết. Cho nên nó là loài nó loài khổ quỷ. Và có những loài mà suốt đời nó đi đâu cũng bị lửa cháy, nói chung mình tôi nói vắn tắt là loài ngạ quỷ là loài như vậy. Rồi cái loài thứ ba là cái loài bàn xanh. Bàn xanh tự viết Pali là Tiratha, nó tiết ra là nhiên, tức là bằng hẳn định nghĩa nó, tức là vai và mông nó đi nó trải dài theo một chiều, chiều không gian. Còn như mình thì cái vai mình nó chiều này, mà cái mông mình thì nó chiều chiều này, nó hai chiều, mình hai chiều. Nhưng mà phải nói rằng các vị biết có biết không, cái nghiệp mình nó tạo ra cái hình hài của mình, và chính cái hình hài của mình nó ảnh hưởng đến cái trí óc của mình. Chẳng hạn lời kiếm nó nếu nó học toán nó không thể nào nó hiểu được không gian ba chiều, có thể hiểu cái khái niệm cái đỏ của nó không hiểu được. Mà loại người mình á, khoa học họ giải thích rất là thú vị, tại sao mà cái loài mà động vật không nên nó phải được dựng người nó lên, vì nó dựng lên như vậy nó mới có đủ khái niệm về các chiều không gian. Các vị có nghe chuyện không? Các vị có thể nghĩ thế này, tôi có thể tôi bò rồi tôi học toán tôi hiểu, xin lỗi, không phải. Vì chính vì mình hồi nhỏ lớn mình đi lên, mình đi theo cái kiểu, nói chung mình có sống đủ trong ba chiều không gian, cho nên mình mới có nghĩ ra cái chuyện ba chiều không gian. Các bạn nghe kịp không? Chứ còn sơ sơ bây giờ mình đang suy nghĩ bằng cái đầu của một cái thằng ngon lành, rồi mình nghĩ ổng nói chứ tôi bây giờ tôi vừa bò tôi học toán cũng được, nhưng mà các bạn mình quên rồi. Hồi nhỏ lớn là mình đã sống bằng cái đỏ của một thằng biết được ba chiều, và cái tên nào nó giải toán cho mình đó, cái tên nó cũng biết được cái gì đó, và cái người nào đó giải toán cho mình, hoặc cái người nào đó đẻ ra cái môn toán học đầu tiên thế giới này, cái môn cái tên nó cũng phải biết, cũng mấy tên mày cha đẻ mình học rồi, tên cũng đã biết thế nào là ba chiều không vậy. Còn nếu mà nhỏ lớn mình sẽ quen sống như vậy. Tôi nói có thể biết không, có một số cái điều văn minh mà một người thất học họ không hiểu được. Ví dụ như một người dân quê mà thấy một khối kim loại đủ thứ hợp kim nó bay lên trời, phải nói điều khó tưởng tượng, trừ phi là họ thấy mới nó bay thiệt, chứ còn kia họ ngồi mình ngồi giảng nghe họ tin. Trời ơi, cũng sắt mà đem luyện nữa, còn đành nổi mà làm có gì mà đem lên trời còn chở đồ đó đi. Rồi các vị còn giết trước 75 nó còn có cái vụ mà chiếc đầm già nó câu cả xe tăng nữa kìa,
Trời ơi, xe tăng lấy đất nó nặng cỡ là giường nào mà xe tăng mà có chuyện gì là làm thấy chiếc làm già nó xuống, nó mất, bị luôn. Các vị có thấy cái đó chưa? Kiếp như vậy. Cho nên ấy, là cái mình lớn lên trong chính cái nghiệp đó, chính cái nghiệp đó nó tạo ra, cái nghiệp nó tạo ra cái hình dáng mà nó tạo ra cái môi trường sống của mình. Các vị nghe kịp không? Chính trong cái hình hài này, trong cái não trạng này, trong cái cơ thể sinh lý này và cái điều kiện sống chung quanh như thế này, cái môi trường sinh thái tự nhiên và cái môi trường xã hội, môi trường học đường, môi trường gia đình, tất cả những cái đó nó sẽ tạo nên cái gọi là thế giới trí óc của chúng ta. Còn nếu như phước ích quá cái cơ thể nó không cho phép mình nghĩ đến chuyện đó, chúng ta phải nhìn nhận. Tôi ví dụ nha, khi chúng ta bị bệnh nặng quá, chúng ta có thể suy nghĩ để làm thơ hoặc là có đừng đầu quá, chóng mặt quá. Cũng có người đó đem cân cũng chừng nửa kilo thôi, mà tại sao lúc mà mình nhức đầu, mình chóng mặt, mà mình muốn ói, mình không làm thơ được? Tại vì cái não trạng của mình nó đang có vấn đề, ảnh hưởng đến tâm trạng. Cái bệnh trạng ảnh hưởng đến não trạng ảnh hưởng đến tâm trạng, mà tâm trạng thì coi như là nó giải quyết toàn bộ cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên hãy nhớ rằng chưa hết tiền não tham sân si thì chúng ta tiếp tục sanh tử luân hồi, và sanh tử luân hồi đó là một đường đi rất là dài mà chúng ta sẽ phải đi một mình nữa. Đó không có cha, không có mẹ, không có chồng, không có con, chúng ta phải đi một mình thôi. Và tất cả những mối thân quen, những cái giao tình ngay trong đời sống hiện tại này, nó chỉ là những người khác, những mối quan hệ rất là phù du, rất là ngắn hạn, rất là chóng vánh, rất là ngắn ngủi. Đây là vợ, đây là chồng, đây là mẹ, đây là con trai, đây là con gái, đây là cô dì chú thím mợ dượng bác của tôi, nhưng mà chỉ được kiếm đó thôi. Nếu cái tôi còn duyên còn gặp lại, còn không thì chúng ta chỉ như những người khác gặp nhau trong một đêm nào đó ở một quán trọ nào đó trên đường dài, rồi sau đó sáng mai dậy rồi thì tôi đi đường ảnh, tôi đi đường tôi ảnh đường, chứ không có duyên nó để lại. Và cái chuyện gặp nhau tôi vẫn nói hoài, gặp nhau phải là chuyện mà tốt. Gặp nhau trong điều kiện tốt thì là duyên, gặp nhau để mà hại nhau, để mà làm khổ nhau, đó là nợ chứ không còn duyên. Tôi nghe kịp không? Thế thì tôi tưởng phải cho nên về nhớ cái gì hoài tôi nghĩ. Có mấy người cứ hỏi tôi, hỏi cái trời ơi, tự nhiên cái bên Việt Nam tôi ở đây gặp chưa, cái đó khác nhiên, cái nợ là cái gì, múa. Tôi buồn cũng chết, buông tay mà làm cho tôi vui đâu, có đó là buồn, cái đó là nợ, cái đó có gì này. Đây à, cho đi học một cổ u tay nữa. Rồi tôi đã nghĩa như ta nói, người đang nói là đàn xanh đó. Thì cái chữ phía rác trong Bali nó nghĩa là ngang, xa ná có nghĩa là chặn. Thế nào là chặn? Vì xanh mà có loài này là nãy tôi nói rồi, vì cái môi trường thân thể nó, môi trường điều kiện sống như vậy cho nên nó không có suy nghĩ được. Vì nếu suy nghĩ được nên nó được gọi là cái xanh ngu như bò, ngu như heo. Thì không thì chứng minh gì, chứng minh được heo vẫn cứ là heo thôi. Chứ có giờ mình nghe nó khen quá là thử gì tôi được như nó. Mình ước như vậy thì mình cũng đã là nó rồi. Có điều là con heo nó trong lòng một con người thôi. Thì trong kinh nói, trong A Di Đà nói rằng cái bàn xanh nó rất là nhiều rồi. Mình thì mình chỉ thấy rằng trước Phật thì mình chỉ thấy được có trước khi khoa học ra đời mình chỉ thấy được có một số loài trên cạn dưới nước thôi, loài hữu nhũ rồi loài khỉ tộc rồi phi cầm điểu thú, biết được mới vậy thôi. Người khoa học ra đời họ cho mình biết có những còn nhiều loài sinh vật khác như loài nhuyễn giáp thể, những loài rong, loài đảo nước, có nhiều thứ trong số đó nó là chúng sanh chứ không phải là động vật á. Nhiều thứ nó là thực vật, nhiều thứ nó là khoáng chất, nhiều thứ nó là động vật. Chứ đừng có thấy người nói rằng tảo biển, có nhiều tháng thấy nó là tảo nhưng không phải tảo, tảo nhưng không phải tảo ấy nó là tảo, nhưng có nhiều thứ thấy không phải tảo nhưng thật ra nó là tảo, nhiều thứ thấy nó là tảo nhưng thật ra nó lại là động vật đó. Cho nên nó là trong kinh không phải vô lý thì còn nói rằng ta hãy nên có lòng từ đối với tất cả như vậy. Đến vô lượng chúng sinh là bởi vì chúng ta không biết cái loại nào là chúng sanh, loại nào không phải là chúng sanh. Cho nên nói cho đúng là bên Nam Tông thì không có, các cô này cũng nghe câu chế ngạc nhiên là bên Nam Tông tụi tôi không có bắt buộc gì ăn chay mà. Nhưng mà không phải hiểu lý do là vì ngày xưa chùa không có nhà bếp, chùa không có nấu nướng, chỉ đăng sáng trời mặt trời lên thấy được gì ta, thấy được phân biệt đường nào
đường nào là đường công danh, đường nào là đường sự nghiệp, ví dụ như là thấy được bàn tay mình rồi thì ôm bát đi các thực, người ta để cái gì thì ăn cái đó, không có lựa chọn, để tàu hũ, nhận tàu hũ, để nước mắm thì về lấy tàu hũ chấm nước mắm, như vậy thôi. Chính vì cái chỗ mà ngài thấy rằng ăn để mà tu, chứ mà tu để mà ăn, cho nên ngài cho phép như vậy. Nhưng mà về sau này, nếu khi mà Phật giáo đi vào lòng xã hội nhiều hơn và cái kinh tế của thế giới thay đổi sang một cái bình diện khác, sang ở một cái mức độ khác, ở một cái hình thái khác, chùa chiền dần dần có tiền, sẽ giữ tiền để mà trang trải trong những cái vụ mà điện nước rồi Phật tử bây giờ họ không còn tập trung như ngày xưa để mà nuôi chư tăng. Chư tăng giờ không thể nào mà ôm bát ở đây mà ôm bát rồi xuống tới kiếm được Phật tử mà nó để bát thì chắc là chữa kịp cường rồi. Cho nên là tụi này phải là thay vì họ đem thức ăn tới thì tụi này nhận tiền. Thì đi thức ăn, mỗi bữa ăn tôi giờ thì nhiều lắm, chuyện của anh tôi chuyện đô la thôi. Cơm, gạo, điện, nước rửa chén là gom tôi khoảng đô la thôi. Thì thường thì ăn dầu với miếng rau, rồi bữa nào có ai thương thì cho miếng dưa leo, miếng chấm mà ăn. Nhưng mà đại khái không phải nhiêu tiền. Nhưng mà các vị có biết rằng đi bát, đi khất thịt thì ăn mặn thấy nó coi được. Chứ nếu mà nói, tôi phải nói thật, cái này nó nhỏ. Đã có nhà bếp rồi, đã có người đi chợ rồi, mình nấu nướng ở đây mà mình ăn mặn rất khó giải thích. Bởi vì nói vô cùng, ăn mặn là một cái chuyện rất là thiếu lòng từ. Thì mình không giết, nhưng khi mình ăn như vậy mình cũng vô tình trở thành một trong những người vỗ tay, mẹ vỗ tay quanh hô hòa bình, cha vỗ tay quanh hô chiến tranh. Mình không ăn, đó mình không giết nhưng mình ăn. Như tôi nhớ bà Nhu có ra một số xác lệnh mà cấm này cấm kia, nhưng mà vẫn đi nhảy đầm màu màu. Thì đại khái là mình cấm đồ này nhưng mà lại phạm mấy khác thì cũng khó. Nhưng mà điều thứ nhất tôi định đợi hứng tôi nói ngang bài dùng như quê chứ tôi không dám nói là phần pháp là giống như cái độ mà ngô các bạn không phải nha. Đừng có nghe như vậy là nói tôi chửi với luôn là một thành phần của đó. Mà nói chính xác là nếu mà ai ăn chay được thì tốt, nhưng mà phải nói thêm ăn chay để mà giữ lòng từ cho mình thì tốt, nhưng mà nhớ ăn chay mà đi qua bát những mặn vậy. Các bạn nghe kìa, ví dụ như tôi là một người vợ tốt, tôi là một người mẹ tốt, tôi là một người chồng tốt, tôi là một người cha tốt, thì cái chuyện đó nói chung là rất tốt. Mà tôi tốt rồi cái chuyện nó xấu, cái thằng cha ăn là cái nhậu đánh bài không à, mặt nheo vậy. Còn bà đó, tôi là một vài vợ tốt, người mẹ tốt, mà các bà ăn là đánh bài thôi, cái mặt như heo, người như vậy là sống làm gì trên đó không tốt. Mình tốt rồi giữ mình rồi, nhưng mà đi mình chửi người ta là chuyện xấu à, chính là chuyện xấu, chứ không phải là mình tốt rồi là mình đi mình giữ người ta là cái đó tốt luôn, không có. Mình tốt là cái chuyện tốt, nhưng mà mình đi chửi người ta xấu thì đó lại là chuyện xấu, chứ không phải là nên nếu mình đại khái là ăn mặn chắc mình ăn chay vì mình có lòng thương chúng ta. Còn mình thấy ai mặn mũi à, vì người đó trong mỗi hoàn cảnh đó họ phải ăn, hoặc họ không có điều gì để họ ăn chay giống như mình, thì chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Chứ còn mình ăn là mình cứ tranh chấp đó là mình ăn bà mình á, mình ăn chay trường, còn bà đó mình ăn chay, mà ăn chay kỳ tháng mình ăn tuần lễ và ăn tháng hai ngày cái thứ gì biết nào đắt, biết nào thành thật. Thật ra phải ăn chay kỳ mà mới đắt lẹ, mình cứ lo nói xấu để lo kiếm sao chưa kiếm nào mới đắt. Cho nên cái chuyện mà tôi trở lại cái chuyện là đại gia mạnh là như vậy. Còn mà cái gì mình cần cái chưa thỏa mãn một ngày nào đó mình sẽ dành một buổi cái gì như thứ bảy mà lại sớm hơn, rồi mình sẽ bàn rất là nhiều chuyện với nhau, ví dụ như với đại gia mạnh hoặc là vấn đề thành viên, nói đến cái chữ thiền thôi, một chữ thiền thôi của Nam Tông với Bắc Tông, chúng ta bàn tháng chưa, rất là vui, tôi rất là muốn vui. Đó mà nếu có thời giờ trống, thay vì mình trả lông rong ngoài phố rồi hao xanh, thì lại sớm trước đó, lại sớm trước đó khoảng một giờ ngồi một cái bàn là một số vấn đề rất là hay. Trước đây chuyện việc của bạn một chuyện mà tôi thấy rất là đặc biệt, mình có điều rất tiếc là mình làm không được. Đó là sư muốn trong lớp có hai vị sư với tôi. Rồi một là hai vị vấn đáp với nhau, hai nữa là mình làm một cuộc hội thoại tôi ngồi đây mà bàn nhau à, một cuộc hội thảo á. Bây giờ bữa nay tôi đang nói về vấn đề Phật giáo, vai trò Phật giáo trước những trào lưu xã hội, nhưng
việc kiểm tra nhân số. Hoặc là Phật giáo nghĩ gì về hiện tượng sinh sản vô sinh? Các vị có biết cái ngôn vô sinh không? Tức là đẻ ra mà không cần giao phối. Hoặc là Phật giáo nghĩ gì về hiện tượng Vajra? Mình nói nghe mình thức bậy rồi, hôi xuống mở vụ chứ bạn tới Vajra phải không? Nó cũng là vấn đề nóng, một vấn đề quan trọng trong xã hội, nó vấn đề đang sôi bỏng mà. Hoặc là bây giờ Phật giáo nghĩ gì về vấn đề bảo vệ môi trường, Phật giáo nghĩ gì về vấn đề ô nhiễm môi sinh, Phật giáo nghĩ gì về chuyện phá thai, Phật giáo nghĩ gì về hiện tượng đang dâng tràn của nạn mại dâm hoặc là ma túy hoặc buôn lậu, Phật giáo nghĩ gì và Phật giáo nghĩ gì, nó nhiều cái chuyện trong đó chứ không phải là, chứ không phải đừng nghĩ là Phật giáo kêu làm lành lánh dữ nghe con trồng đậu được đậu, trồng cà được cà. Phật giáo đâu có nghèo vậy, Phật giáo giàu nữa, giàu lắm. Nói tới Vajra Phật giáo nói cho mà nghe, rất nhiều chuyện trong đó, rất là nhiều chuyện. Không phải là Phật giáo nghèo nàn đến cái mức mà có nhiều nó cứ làm hoài cái lóc tóc ba cả đó. Nó tồn tại hai mấy thế kỷ mà biết bao nhiêu cái đầu sạn không mà sao còn phải gục đầu trước Phật giáo. Rồi kinh điển người ta Phật nói trong 45 năm mà được truyền thừa mấy ngàn năm nay trong các ngôn ngữ lý này nào trong đó có 5-3 chữ làm lành lánh dữ, trồng gì cà được cà, trồng dưa được dưa, nghèo quá. Nếu lý cái đó phải đi ăn mài thêm, nó đủ để truyền đạo. Này ta khổ được quán mài luôn, dù thiết dù bỏ, thiết này bỏ kia, cũng hết. Cho nên đó là bữa nay là mình học về tôi ôn lại cho các vị nghe về địa ngục, về bàn sanh, về ngạ quỷ rồi. Bây giờ mình học về từ là cái chữ Atula đó, nó từ cái chữ bản này chữ Asura. 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 Rồi đó, bây giờ bản có bản rồi, bây giờ sao lấy chữ tôi, bây giờ tôi chỉ còn cách là tôi cắn tay chảy máu viết một dòng huyết lệ. Chỉ còn cách đó thôi. Bản này mình nói cái bản này là nói Hồ Chí Minh, tại cũng đang bắt bó thờ mà lập đảng Hồ Chí Minh ở đông này, bản bất chuyện em bây giờ đánh dần nè. A S U A E thấy chưa? Không, ngày nay thì mới nào rất là dạy đó, tôi tắm thật sạch rồi tôi đưa cái lưng lại cho mấy vị gì khi A-S-U-R-E Asura. Asura, đọc cái đường kia đọc Asura. Thì mình mở hoặc đơn Sura, nó có nhiều nghĩa, ví dụ như là can đảm, anh hùng. Nó là cái nghĩa general. Quý nó mới tìm ra nha mà không ứa lệ. Ứa lệ tìm vui tìm xe qua. Cái chữ số rá mà cái nghĩa thông thường nhất của nó nếu có nghĩa là can đảm, bảo vệ nhé, anh hùng. Ví dụ như cái chữ Surya ở trong chữ bạn, Surya có nghĩa là mặt trời. Thì chữ Surya đó nó từ cái gốc là chữ Sura, có nghĩa là cái mà làm cho người ta ghen hơn, nhẫn giảm hơn, sao mà dĩ nhiên mặt trời. Khi mà mình sợ nhiều khi trực đêm mình trải qua đêm một cái nơi mà sợ hãi, nhưng mình nghe gà gái cũng rồi không? Đêm dài kẻ thức còn cánh, mà đường dài cách đứng hành mỗi chân, đời dài với hạn ngu nên không dị pháp muôn phần xa xôi. Cái người thức đêm thì sáng thấy mặt trời, nghe gà gái đã mừng, còn thấy trời nó le lắm, chim nó khoái lắm, nó khoái lắm. Cho nên Sura là mặt trời, Surya là mặt trời, là cái nó đem lại cho người ta cái chữ can đảm. Mà cái chữ Sura này nó cũng tạo ra một chữ khác, đó là chữ Sura, cũng là rượu cũng là cái làm cho người ta can đảm. Ví dụ như bình thường mình không dám làm gì đó đâu, ngủ như mà nó thôi giờ thanh chơi quạnh chơi liều
chứ không phải cũng chơi luôn. Lát hai con khỉ bật cổng về nhưng mà lại tháng nó cũng chơi. Thì rượu, tại sao tụi nó uống rượu mà tụi nó gây lộn là bởi vì nó hai lẻ một, tụi nó uống rượu nó không sợ lực pháp, nó không sợ tù tội mà nó cũng sợ thằng nào mạnh hơn nào, thấy không? Rồi thêm cái đó là lúc nó đang nó xỉn cái đau, không nó xỉn nghe nó lên cái đau, tôi không có chuyện xỉn, tôi không biết lẽ nói xỉn không xỉn nó đau. Phật pháp càng ngày càng chỉ đồ có cái phôi cái nông tục hết rồi đó. À, cái lần nó bị quên rồi có thấy không? Có ai cô bị phục là ảnh hưởng tới Phật pháp như sao? Cái đó nó đang quên rồi. Ừ. Thì cái đó, thì cái xú rẽ nó là can đảm nha. Rồi từ đó nó mới sẵn đây tôi nói luôn, nó hơi lạc đề chứ mà sẵn biết thêm một hai chuyện nó cũng là cái tốt thôi. Mình nghiên cứu rồi mới biết cái chỗ nào là nó ngu kiến của mình. Thì xú ra là can đảm, rồi nó từ đó mới đẻ ra chỉ xú ra là rượu, nghĩa là cái mà uống vô rồi là làm cho các cái gì tự nhiên anh hùng rôm của mình được trở thành thứ thiệt hết. Họ vì sao đó bị cháy rượu chứ không có nào mà còn rôm mà. Mà cái nào cho người ta gan hết, dám ở tù nè, dám bị đòn nè, dám cho chảy máu nè. Rồi chữ đó, chữ xú rá này cũng tạo ra cái nó tạo ra, nó biến ra một cái chữ xú rá là mặt trời. Mình chữ xú rá này trong cái nghĩa chuyên môn có nghĩa là chư thiên là angel. Là bởi vì sao? Vì tại sao angel chư thiên được gọi là angel, chư thiên được gọi là xú rá? Bởi vì các vị này theo trong kinh mô tả thì họ là một loại chúng sanh mà suốt đời không biết sợ là gì. Họ không biết sợ phải là vì họ vô cô, nhưng mà họ không biết sợ là vì cái đời sống của họ, cái văn hóa họ cao. Các vị nghe chịu không? Thì nó không có vụ mà tranh giành rồi máu me rồi hơn kém rồi so đo rồi tiểu tâm rồi nhỏ mọn rồi thù hận rồi đâm thuê chiếm mướn rồi tùm lum tà la, nó không có. Để nó sống tới văn hóa, chúng ta có thể nói như thế này, chúng ta có thể vào những cái xíu mà văn minh có đời sống dân trí cao như là Thụy Sĩ này, và Bắc Âu như là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, các vị sẽ thấy đời sống họ gần như là họ không biết gì cái chuyện đấu đá, ngoài họ không biết gì ngoài ra cái chuyện mà nhậu rồi gái lắm, sinh dục, sinh hoạt động tình dục, thấy không biết gì. Nên các vị có biết là một trong những cái nước mà có cái tỷ lệ tự tử mà cao nhất thế giới đó là Thụy Điển không? Họ sống hạnh phúc quá, họ sống hạnh phúc quá, sung sướng quá, họ không biết gì ngoài ra cái chuyện là hưởng thụ, cuối cùng thấy đời sống nó tẻ nhạt, nó buồn chán, thế là tự tử. Ừ. Trong khi người ta nói rằng trong cái cực nhưng mà người ta còn bám líu để người ta sống, nhưng mà trong cái khổ ở, nhưng mà trong cái sướng nhiều khi nó làm người ta nản, thấy không? Sướng quá làm cho nó nản. Vợ chồng mà ăn này cứ gây gỗ nhau hoài, nhiều khi để mà đông con thì gây rồi cái tối xin lỗi, mà mỗi lần xin lỗi vậy là cũng nhiều cách xin lỗi, đâu có con cách là xin lỗi anh xin lỗi mình, con mình xin lỗi em, đâu có. Nó cũng có nhiều cách lắm, nhiều cái mình phần lớn, nó nhiều cái cách, phần lớn là chủ yếu là dẫn đến đẻ thôi. Mà trong khi đó có những gia đình mà cả hai chồng đều có ăn học hết, tránh lời qua tiếng lại, nhưng mà cái thứ nó mới te tua, nó bị nghe kiểu luôn. Đồng sàn dị mộng, ngủ chung một giường mà anh ngủ then rách nàng nó ra mày tủ trang điểm, không thèm nhìn, mà máu miệng ra thành ngọt xớt, trước mặt đám đông những tay trong tay, nhưng có điều buồn hơi là buồn thôi. Rồi ngọt ngào giống, nhưng mà trong cái ngọt ngào, cái êm đềm nó tàn chứa một cái sự tẻ nhạt, một sự lạnh lùng. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời thấy anh lạc lẽo chồng trong từng cú chết mà đủ đúng tim bốn một người buồn lắm. Cho nên nhiều khi cái hạt đau khổ quá mà làm cho người ta núm níu mà phải sống, nhưng mà ngọt ngào quá đó, ở đất còn hưởng thụ, nhưng mà ngọt ngào quá nó sẽ đặt nó lên cảnh giới, nó làm nhàm dáng, làm tê liệt cái các thần kinh của mình, tê liệt đi cái vị giác, tê liệt đi cái cưỡng thức, mình không còn enjoy nữa, mà mình sẽ đi đến một cảm giác là mình nản, mình quái, mình chán nó được, không còn có cái cảm nhận, không có cái feeling này. Thì cái chư thiên là vì cái đời sống họ cao nên là họ không có biết cái chuyện mà sợ hãi, không biết sợ. Chẳng hạn như là tôi có thể nói thế này, tôi gặp mấy người bụi con đó, họ rất là điềm đạm, họ đến con như tụi Tiên Phương mình thấy họ rất là điềm đạm, thì sao? Vì họ không có cảm giác bị thiếu hụt, bị thua kém hết. Mình cảm thấy tự nhiên mấy cô ốm nhỏ dễ bị nó bắt nạt đi đâu, mình gặp con chuột con nữa xíu á, họ sợ từ nhỏ rồi, chúng biết quẻ mà nó sợ rồi.
Hoặc là nói mà cái sự trong sạch của họ cũng không sợ nữa. Ví dụ như chưa có chồng thì sợ mất đi sự trong sạch, sợ bị rét từ lưng cũng nghĩ. Còn có chồng rồi thì cũng sợ cái khác. Nó không có gì, không có la gì, cái sợ nó nằm trong máu ngủ rồi. Mà đàn ông của mình, nhất là đàn ông lớn con khỏe mạnh mà lại có võ nữa đó, hoặc là có súng nữa, mà có thêm tí rượu nữa thì coi như rồi mà sợ gì hết. Nhiều khi biết thằng nó mình chơi không lợi nó, nhưng mà không lợi thì thôi chứ có gì đâu. Còn chuột thì hơi gặp chuột, thì chuột là chuột như thế, dán có nghĩa là dán vậy thôi. Nhưng mà gặp mấy cô thì không, dán nó không phải là dán nữa, mà nó là cái gì hơn con dán nè, mới la bể cái nhà được. Dán là gì? Dán là người đàn bà bình thường, định nghĩa dán là gì? Dán là speaker. Gặp dán là la nó liền. Chua con là speaker. Rồi mèo con, chó con mới xanh còn nhất 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 là speaker. Gặp nó đâu là hét lên nó liền. Chữ thiên họ không có cái gì đó, cho nên họ được gọi là lời sura. Mà asura là sao? Asura là sao? Có nghĩa là không phải chữ thiên. Nhưng mà tôi xin hỏi các vị, tại sao thiếu gì loài không phải chữ thiên, mà tại sao cái loài này được gọi là không phải chữ thiên? Là bởi vì nó gần giống chữ thiên nhưng không phải chữ thiên, người ta mới gọi nó là không phải chữ thiên. Các vị có nghe hiểu không? Tại tôi đang sẽ nói được. Tôi nhớ tôi có một cái đức tánh rất là dễ thương, đó là tôi lạc đề, nhưng tôi không hề tôi quên cái cội nguồn để quay về. Thì nó gần giống chư thiên, nhưng có một điều là ảnh không phải chư thiên, cho nên người ta mới gọi ảnh là không phải chư thiên. Các vị nghe kỹ không? Chứ còn như mình á, không phải chư thiên nhưng mà vì mình xa lắc cho nên không ai thèm nhắc luôn. Như các vị có nghe là hoa hậu, rồi có nghe cái á hậu không? Tức là ta cũng đẹp đẹp gần cái hậu hậu kia, nên này mới nói á thôi. Tức là mấy á đẹp, nhưng mình thấy nhỏ là đẹp hơn cái trò chấm nữa này. Ví dụ vậy đó. Nói trời dạ, có nghĩa khác. À, giống như giờ tu đàn bà kêu là sư, nhưng mà tu không dỗ nên được á sư. Như vậy. Thôi nó nói chú sĩ vậy. Tu đàn bà kêu sư, mà hoàn tổ kêu cư sĩ. Thì họ đời sống của họ là sao? Chữ thiên quá rồi. Bây giờ bắt đầu viết nhé. A tu la từ chuyển phản là Atura. Mấy cái mà nãy giờ mà có nghĩa là can đảm, can biết gì đó, là nó thích gì nó thích, chứ nó mới nằm trong bài, ghi cái giọng đó, người ta không biết tôi dạy cái gì nhé. Bây giờ bắt đầu mình viết bài. Để chỉ bài Atura. Nguyên gốc khoáng. Nguyên gốc có nghĩa là mở một cái á thần. Các vị có nghe gì á thần không? Các vị có học ngày xưa học tú đài, có học về thần quả hiên đạp có không? Cái đèn hả? Nó Aladdin thì cái đèn thần rồi nữa, rồi nó đang nói gì lạp chạy qua bên á là gì đâu, quá chừng. Á thần tức là như bên thần quả hiên đạp đó, người ta có những vị là thần, nhưng có vị không phải là thần, tức là cũng gần gần vậy thôi. Cái gì không nói thần thợ rèn, hoặc thần về rượu, thần pha khúc vậy đó, thần rượu rồi đó, những cái chứ không phải. Còn như Apollo hoặc là thần gớt rồi đó, thì đó là thần cứ bự cứ thiệt. Còn có nhiều anh thì cũng gần thôi, tức là nửa người mà nửa thần. Còn như mình thì thần mà nghèo nó kêu bằng thần. Thì giống như là mang lông hia, cởi lông xa đi về lông ngang, ghé ngang lông khánh. Bây giờ vậy nữa là tem thần. Đây này, để tôi dạy cho biết tem tiếng Hán như là gì. Phiếu. Đó rồi kìa, từ chữ tạ số lá mập. Có nghĩa là mở ngoặc kép. Biết ngoặc kép không? Đi nước ngoài xa nó còn nhớ ngoặc kép không? Nhớ có nghĩa là á thần. Á thần. Á thần. Trần. Trên cơ bản có hai loại chư thiên. Đó, có hai loại Atula. Rồi. Atula thiên và Atula đọa sứ.
hai loại Atula, hai chấm Atula thiên và Atula đọa xứ. Thấy kịp chưa? Là cái thứ thiên là thứ hơn mình ấy. Chấm Atula thiên có tuổi thọ và thiên lạc, thiên lạc là hạnh phúc của thiên thần ấy, tương đương với chư thiên đạo lợi, nó cao hơn cái khổ tứ thiên vương này. Có tuổi thọ và thiên lạc tương đương với chư thiên đạo lợi, chư thiên đạo lợi phải không? Mẫu đơn sống trên đỉnh tu di, sống trên đỉnh tu di, sống hoàng đình. Thì chưa nói nữa là một tôi dắt cái gì đi ngồi về là khỏi về nhà luôn. Đóng đơn nhé. Nhưng lại sống dưới đáy núi. Nhưng lại sống dưới đáy ngọn núi này. Nhưng lại sống dưới đáy ngọn núi này. Làm bia gì có hiểu không? Tức là tuổi thọ và những hạnh phúc như là một trong kinh đó, một vị như vậy được có rất là nhiều phương tiên của hầu, họ sống rất là lâu. Thì dụ như trên đó nó có tường như là vườn nâng đó quá nát, và nó có một cái ngôi dẫn đường rất là lớn gọi là sóc hâm á, sa la. Tức là mỗi một tháng vậy có hai kỳ chư thiên họ diễn lựa những ông nào giỏi đến đó thuyết pháp. Được mấy chư tăng mà chết đi lên cũng lãnh trách nhiệm đó, là thuyết pháp cho chư thiên nghe. Còn cái thời không có Phật pháp thì các vị cũng sẽ nói chuyện về những đề tài của thế giới. Thì thế giới thì họ đang như vậy thì mình phải làm sao? À, họ có một cái giảng đường giống như cái hội trường, cái diễn đàn chung như chư thiên vậy đó. Cái đó được gọi là sách thâm, nó sao là giảng đường chánh pháp. Rồi họ có một cái vườn năm đó quá nát là vườn hoan hỷ. Ở trong cái vườn nó có rất là nhiều hoa thơm cỏ lạ. Nó có một loại dây leo gọi là mí la đó. Dây leo nó giống như cái dây nho, mình trong kinh nó mà ngắt ra một đỏ ra rồi là nó nhỏ, một giọt mình sai 100 năm, tức là một ngày đêm đến, cũng sai như vậy. Đôi khi nằm sai thì mấy cô lo phục vụ mình chứng chứng như vậy. Rồi trên đó nó có một loại cây gọi là cây Parichataka. Parichataka có nghĩa là Parichataka có nghĩa là nó, chứ Parichataka này nó tí Parichataka nó từ chữ Parichataka nghĩa là viên mãn hoặc là tròn đủ. Chứ Chata nghĩa là cái dù. Mà cái là Parichataka nghĩa là cái cây này nó khi nó mọc, nó khi nó trổ hoa nó giống như một cái dù ấy, rất là đẹp. À, 1000 năm những loại lên thì nó mới trổ lên đó mới. Không, 1000 năm trên đó đó nhé, thì nó mới trổ hoa một lần. Nó trổ hoa một lần. Và mỗi lần nó trổ hoa như vậy là chư thiên rất là vui, rất là hoan hỷ đến trời chỉ như gốc cây đó. Và Đức Giới Thích Chư Thiên nào ngày mệt thì ngày cũng không phải mệt, mà khi nào ngày cảm thấy mà muốn hưởng lạc cho nó sung sướng thì cũng vừa ở người là vượng vượng mỹ vào trong đó ai cũng vui cả. Rồi sau này sống rất hạnh phúc và thức ăn thức uống trên đó thì mình muốn cái vị gì thì mình sẽ được cái vị đó. Thí dụ như trên có người mình muốn ăn thì dầu là một người giàu có cách mấy thì cũng phải là nhờ đầu bếp nói là bếp ở thì ta nay ta muốn ăn đồ ngọt, đồ chua, đồ đắng, đồ mình cũng gì đó, nhưng trên đó cũng có. Thế đó mình muốn ăn cái gì thì tự động nó có, và mình muốn ăn cái vị gì đó thì khi mình đang ăn mà tự nhiên cái gì vậy nó đắng hơi ngon quá, mình vừa nghĩ thì nó đắng liền, nó đắng theo cái thích của mình ấy. Thế là nó đắng, ví dụ như mình thích khô qua thì nó đắng kiểu khô qua, chứ mà nó đắng giống như chúng tay mà đâm nát nữa thì không phải. Hoặc là mình muốn ngọt thì nó sẽ ngọt như là ngọt như sầu riêng, hoặc nó ngọt như mật, chứ không phải nó ngọt kiểu như siro ngò gì đó thấy vào thì nó ngọt, mà nó đắng chua, nó chua cũng kiểu chua dễ thương, nó phải chua cái là nó tá quả rồi. Thì hạnh phúc thì nó là như vậy. Và trên đó họ không có bệnh. Khi nào họ chết thì là sao? Tự nhiên cái hào quang, mà thường hào quang họ rất là sáng. Nhưng mà khi nào mà họ gần chết thì họ sẽ nghe nó mệt. Suốt đời không giờ biết mệt. Không giờ nghe cảm giác mà nó feel, nó feel bad không đó. Nhưng mà khi nào họ sắp chết thì họ nghe nó không có được bình thường. Mệt. Rồi họ lại thấy người có mồ hôi nó chảy ra. Rồi hào quang nó mờ. Hào quang của mình bình thường nó sáng, nên nó mờ, nó giống như nó hết pin vậy. Rồi bình thường trên người mình lúc nào cũng có đeo hoa tươi, lúc nào mấy cô tu nữ trùm lên. Mà bữa nay mấy hoa đó, hoa héo, đổ mồ hôi, người mệt, hào quang mờ, tâm tư buồn bực, biết sạch chết.
rồi đúng không? Họ chết hay lắm. Lúc đó là ở tự nhiên cái họ nghe như vậy, cái họ sẽ kiếm chỗ nào đó họ ngồi hoặc họ nằm xuống, tự nhiên cái họ tan như khói, không còn gì hết. Chỗ gì họ đi về đâu thì tùy họ, nhưng trước đó họ có phước nhiều thì họ tiếp tục họ trở lại, hoặc là họ đi lên cao hơn hoặc là họ trở lại, hoặc là họ đi xuống cõi người, hoặc là không có thì đi luôn đi luôn, thì thẳng như như làm giống vậy dưới. Rồi Đức Phật thì nói rằng cái người mà có vị trời nào mà tự lên cõi trời mà chết rồi mà trở lại cõi người hoặc trở lại cõi trời đó, hoặc con người mà chết rồi được sanh thiên hoặc là sanh xuống trở lại làm người đó, thì nói cái chuyện đó nó hiếm lắm. Thường là người chết rồi đi xuống, chỉ khi chết rồi cũng đi xuống, hiếm ai mà trở lại. Hiếm. Nó giống như một có miếng gì miếng cổ miếng gỗ nhỏ mà nó có cái lỗ trong đó. Cũng 100 năm như vậy nó trôi từ phía đông, biển đông nó trôi qua bên hướng tây, là từ đông tây nó trôi qua hướng bắc. Mà nói cứ 100 năm như vậy có một con rùa nó dưới biển á, thò cái đầu lên. Mà nói rằng trong một cái sự may mắn tình cờ nào đó, một cái bữa nào đó, mà con rùa nó tình cờ nó thò cái đầu lên ngay cái lỗ. Tôi nói các bạn nghe hiểu không? Tức là mặt biển lúc nào cũng sao động, mà cái tấm ván là luôn luôn nó che dịch. Mà con rùa thì nó mặt biển mênh mông, nó trời biết trời chỗ nào mà nghe tấm ván nó bị, mà nghe nói là nếu mà nó vô sự tình cờ nào đó thì con rùa thỉnh thoảng lâu lâu nó cũng trời chút. Nhưng mà vì các vị theo đó là một chuyện khó khăn, thì ta nói là cái chuyện làm người cũng khó cỡ đó à. Bây giờ nên tôi, các vị biết ngày xưa tôi đọc đó, tôi nghĩ là Đức Phật là người hù mình. Yeah. Khi lớn lên tôi đi học, tôi hiểu được chuyện đời, hiểu được diễn đạo thêm một mớ, tôi thấy rằng không phải người hù mà người nói thiệt. Vì sao? Vì khoa học hôm nay cũng nhìn nhận với chúng ta một chuyện, đó là tôi nói hoài, trên thế giới này có người giàu đông đến mấy, người ta vẫn có thể làm toán, cho ra những con số thống kê nhân loại, ví dụ như 5 tỷ, 3 tỷ, 7 tỷ, 15 tỷ, kể cả 100 tỷ, 1.000 tỷ, 1 tỷ tỷ, mà chắc chuyện tới ngày bị tỷ này không có rồi, nó không bị thiên tai nó chết rồi. Nhưng mà xúc vật chịu thua. Chứ vật như voi mình còn đếm được, voi mình trên giới vật còn khoảng nhiều vài trăm ngàn con, hổ, beo, sư tử, rồi tê giác, rồi chim hạc, chim xíu, con gì vân 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 tính ra. Nhưng mà mấy con mà riêu riêu như con trùng, con dế, con ruồi, con mũi, con dồi, con bọ, con ốc nha, lúc bù chét gì đó là có chịu thua. Và đó là những loài mà mình thấy được. Còn những cái loài mà khuất bóng, khuất mặt, vô hình nên là chịu thua, mình còn thấy. Mà đó là chỉ kể với mặt nước, mà các vị biết rằng cái đất này 2/3 là nước. Cái phần mà động vật mở nước nhiều hơn trên cạn, nhiều hơn. Vì sao? Vì cái điều kiện nước là một cái điều kiện. Các vị cũng nhớ rằng khoa học về vũ trụ quan, khoa học cũng nhìn nhận với chúng ta một điểm rằng dầu gì thì dầu, nước là cái môi trường đầu tiên của động vật, phải không ạ?